Xin mình chào anh em nhé. Hôm nay Tùng Nguyễn xuất cho hai bác khách hai đôi loa BMB 1000 2000. Cấu hình là bát 30, một bát 4 thép giấy. Một bát 4 thép giấy các bác nhá. Hôm nay Tùng Nguyễn xuất tổng là 3 đôi. Thì hiện tại Tùng Nguyễn đang giao là 2 đôi. Kiểm tra và để test nhạc ok lên. Để cho hai bác khách này yên tâm nhận hàng. Cấu hình mặt sau nhá. Năm hết Tết đến rồi, anh em sắm loa BMB về chơi gia đình ạ, rất là dân dã. Với giá là 2.800.000, Tùng Nguyễn bao ship một đôi loa BMB này. Hàng tất cả đều đầy đủ tem mác, đều như hàng nhập luôn các bác nhé. Các cái này là khi dựng này, bụi bụi này, anh em xoa đi cho Tùng Nguyễn một phát là lại bóng loáng luôn. Đấy, hàng này là hàng mới. Hàng mới và chất lượng thì so với cái giá là 2.800.000 bao ship một đôi loa này thì cực kỳ tuyệt vời. Đã có rất là nhiều bác dùng loa này của Tùng Nguyễn và đánh giá chất âm rất tốt, thì Tùng Nguyễn tiếp tục làm cái mã này để phục vụ anh em. Đấy, nhiều anh em thắc mắc là dặn kỹ là cho ốc vào nhé. Đấy, cho ốc là, đây là các cái lớp bông là khi Tùng Nguyễn lắp vào thì phải kê vào, không thì nó xước hết thùng. Ốc này là ốc treo anh em nhé. Loa này nó thuộc vào dòng loa treo BMB. Bên trong này đều dán tem mác vỏ màu xám. Vỏ màu xám, chất lượng âm thanh đánh bass cực sâu và mềm tiếng. Đấy là dòng loa BMB. Tùng Nguyễn test cho một bác ở Kiện Khê, Hà Nam. Kiện Khê, Hà Nam, Phủ Lý, Hà Nam. Và một bác thì không nhớ. Một bác ở Kiện Khê, Hà Nam lấy hai đôi BMB này. Và một bác khác nữa, nhà Tùng Nguyễn liên tục đi BMB. Mới làm thôi, nhưng mà anh em yêu quý. Có những bác đã nhận hàng rồi, còn lại đặt tiếp cho hàng xóm. Đấy, dòng loa BMB này có giá 2.800.000 bao ship rồi. Và là bát 30, một bát 4 tép. Bát của nó từ 126, côn 51, từ kép. Dòng loa này là của anh em làm cùng nghề audio thì nhờ Tùng Nguyễn đẩy đi hộ bớt. Đấy, cho nên là loa này toàn đổ vào siêu thị hết các bác nhá. Loa này đổ vào, toàn đổ vào siêu thị. Nên là các cái dòng tem mác này anh em nhìn kìa. Có không có khác gì hàng nhập không ạ? Đấy, hàng nhập có nhá, có bác nhận hàng rồi phát biểu bảo là anh chẳng tin mấy cái thằng nhập gì cả. Anh thấy loa của chúng là quá ok. Đấy. Và hôm nay Tùng Nguyễn làm video để xuất cho hai bác khách, một bác là hai đôi và một bác là một đôi. Đấy, và hôm ngày mai Tùng Nguyễn sẽ đóng gói tiếp, thì là hôm nay Tùng Nguyễn vận chuyển 3 đôi loa BMB. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác nhá. Loa này thì là loa giá bình dân và chất âm thì vượt xa tầm giá luôn, làm giá quá tốt. Và hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tạm biệt tất cả các bác.